Thì chiều hôm nay em đi làm về và rảnh rỗi nay về sớm và nhân tiện tập thể dục đi bộ vòng vòng. Cũng cầm camera lên và thể hiện tình yêu thương của Vinh Lâm TV đến cô chú anh chị và các bạn. Thì em chia sẻ một số hình ảnh này để bà con cùng nhau xem và thưởng lãm nha. Thông qua những cái video này, em cũng nhận lại được rất nhiều cái comment của cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị bạn ủng hộ và nhiệt tình theo dõi hết video. Có những cô, những chú, những chị, những anh comment để ủng hộ Vinh Lâm TV thì anh chú cô chị xem hết video để thể hiện hết quảng cáo. Điều đó thật là làm cho Vinh Lâm TV cảm động quá. Ở đây những cái chương trình tập thể dục aerobic. Rồi thôi, cái video em cũng đã dài rồi, chứ em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và đừng quên nhấn đăng ký ngày hôm nay để tiếp tục xem những cái video mới cho ngày mai nhé. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa và cũng là Cách Mạng tháng 8 ngày nay. Nơi đây là giao lộ của Lê Văn Duyệt và Sương Nguyệt Ánh. Hình như ngày xưa là Sương Nguyệt Anh. Nên ngay đây là ngã ba nè. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về đường Bùi Chu, tức là Tôn Văn Tùng ngày nay đó. Một với những cái hàng cây rất là đẹp, với những cái công trình ngày xưa còn để lại ở đây rất là nhiều, những cái căn nhà mái ngói. Thì Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ, gần 6 giờ chiều, một chiều tà. Em dẫn cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang đi ở khu vực đường Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự năm xưa nha. Đó, theo thẳng hướng camera này chúng ta sẽ đi về ngã 6 Ngô Tùng Châu, Bùng Binh Ngô Tùng Châu đó. Ngày nay là Lê Thị Riêng, rồi Phạm Hồng Thái, rồi Võ Tánh, Nguyễn Trãi năm xưa. Còn hướng này chúng ta sẽ đi đến giao lộ Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, cũng là Cách Mạng tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Rồi hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng cái khu vực này và đi ngang cái vườn Tao Đàn ngày xưa, cũng như là công viên Tao Đàn ngày nay. Phía trước mặt phía trước công viên thì cũng có những cái bức tường, rồi cũng vẫn như ngày xưa, với những cái công trình hàng rào. Nơi đây buổi sáng người ta tập trung rất là nhiều cái người chơi chim, hội chơi chim, chim hót. Chúng ta sẽ đi một vòng đây nha, ở bên đường đấy. Cảnh các du khách người Tây đi ba lô, đi xích lô rất là nhiều luôn ha. Xích lô bây giờ chỉ là một cái phương tiện du lịch thôi, một hình thức du lịch đặc trưng của Sài Gòn, nhưng mà cũng giảm theo năm tháng, nên những chú mà chạy xích lô đó bây giờ rất là vất vả ha. Không phải ai cũng có nhu cầu đi xích lô. Ngày nay xích lô chỉ là cái đặc trưng của Sài Gòn khi mà du khách nước ngoài về và muốn đi dạo vòng quanh Sài Gòn bằng xích lô đó. Chứ phương tiện đi lại thì ngày nay Sài Gòn không có chuộng nữa ha. Đây chúng ta đang đứng đây là giao lộ
Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, tức là Cách Mạng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Phía thẳng hướng bên kia chúng ta sẽ đi về cái nhà bàn vàng nè, có cái màn hình lớn lớn nè. Đó là chúng ta sẽ đi về cái nhà ga Hòa Hưng, rồi thẳng hướng Nguyễn Thị Minh Khai lên đây Hồng Thập Tự, chúng ta sẽ đến cái nhà Bảo Xanh Tự Vũ, rồi ngã 7 Cộng Hòa, ngã 6 Cộng Hòa, và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về cái mặt bên hông vườn Tao Đàn cũng như công viên Tao Đàn ngày nay, theo con đường Cách Mạng 8 của Nguyễn Thị Minh Khai này. Thì hôm bữa em cũng có được xem cái video phát thảo sơ lược về con đường Hồng Thập Tự, một đoạn Hồng Thập Tự. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái hình ảnh để cô chú anh chị các bạn xem thể rõ hơn ha, với những cái video đi bộ như thế này. Chúng ta nhìn thấy một cái con đường mang cái sắc thái đâu đó cũng còn những cái công trình của ngày xưa. Khi bên kia là một cái có một cái đình tên Tiếng Hoa không à, ở ngay cái màn hình đó đó. Chúng ta thấy ngay giao lộ Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt. Nếu cô chú anh chị có cái không biết cái đình đó thì cho em xin cái comment nha, để hôm nào sẽ thực hiện những cái video từng đoạn ở trên cái con đường Hồng Thập Tự này, để bà con chúng ta cùng nhìn lại cho rõ hơn ha, cái sự thay đổi của ngày nay so với ngày xưa. Và bên đây là khuôn viên của vườn Tao Đàn, thì ở đây là trung tâm truyền thông sở truyền thông giáo dục sức khỏe. Với con đường này ngày nay thì xe cộ lưu thông rất là đông, cũng như sứ mệnh của nó ngày xưa. Con đường này là con đường huyết mạch của Sài Gòn, đi từ các tỉnh, đi từ Đông Sài Gòn đi vào trung tâm Sài Gòn. Thì ngày nay thì cũng có rất là nhiều con đường rồi, nên thành ra cái mức độ huyết mạch của con đường này cũng giảm dần. Thì chiều hôm nay em đi làm về và rảnh rỗi nay về sớm, và nhân tiện tập thể dục đi bộ vòng vòng, cũng cầm camera lên và thể hiện tình yêu thương của Vĩnh Long TV đến cô chú anh chị và các bạn. Thì em chia sẻ một số hình ảnh này để bà con cùng nhau xem và thưởng lãm nha. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại có bắt gặp những cái gì đó của ngày xưa, và chúng ta ồ lên hôm nay là công trình này nó như thế này, ngày trước nó như thế kia, và để khỏi bỡ ngỡ khi mà mình về Sài Gòn và mình có những cái hình ảnh cập nhật trước ha. Phía bên kia là những cái ngôi nhà chọc trời với những cái building, và những cái hình ảnh ngày xưa đâu đó cũng còn với những cái mái ngói như ở đằng kia. Chúng ta đi lại chút xíu nữa. Cái vườn Tao Đàn này ngày xưa có lẽ rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì em thấy có một số phòng ban rồi cơ quan ở nằm trong cái khu vực vườn Tao Đàn này nè. Chút xíu nữa mình sẽ nhìn sơ lược qua cái hình ảnh vườn Tao Đàn ngày nay nha. Hình như ngày xưa thì vườn Tao Đàn này có một phần là nghĩa địa hay sao á. Em thấy bên kia có một phần mộ rất là lớn ở bên để chút xíu nữa mình đi ra đó mình cùng xem nha. Ở trên đường Trương Định, cái phần bên kia đó, công viên thì có hai phần,
cắt đôi bởi đường Trương Định. Đó, và nhìn qua đây thì có một cái công trình của ngày xưa nè, với cái nhà có cái mái ngói nằm lọt ở giữa hai cái bên là hai cái building. Một bên là báo báo lao động, một bên là khách sạn. Bên trái là khách sạn ha, bên phải đây là tòa nhà của báo lao động, và lọt ở giữa đó là ngôi nhà mang kiến trúc của thời xưa, có lẽ kiến trúc này thời Pháp. Và chúng ta không quên nhìn qua cái vườn tao đàn của chúng ta ngày nay, rất là rộng và đẹp. Thì ở đây ngày nay có hồ bơi rồi khu vui chơi trẻ em rồi hoa kiển rất là nhiều. Ngày chủ nhật thì có những cái sinh hoạt cho các em học cái lớp gọi là tự lập đó, gọi là hướng đạo sinh đó. Ở đây cái lớp đó rất là mắc tiền ha, những có những cái doanh nghiệp phụ huynh khá giả thì cho con mình có được cái trải nghiệm và kỹ năng trong cuộc sống. Đó, khuôn viên của vườn tao đàn ngày nay. Và chúng ta nhìn rõ hơn cái tòa nhà mà hôm bữa em có nói là để làm bát bo đó. Đó thì tòa nhà này nó màu vàng vàng đấy. À, có kiến trúc rất là đẹp. Thông qua những cái video này, em cũng nhận lại được rất nhiều cái comment của cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng có rất là nhiều, đa số cô chú anh chị bạn ủng hộ và nhiệt tình theo dõi hết video. Có những cô, những chú, những chị, những anh comment để ủng hộ Vinh Lâm TV thì anh chú cô chị xem hết video để thể hiện hết quảng cáo. Điều đó thật là làm cho Vinh Lâm TV cảm động quá. Nhưng với cái mạng ảo, tuy là mạng ảo nhưng những cái trách nhiệm trong những cái comment đó em luôn lưu lại ha, và nốt vào cuốn sổ để có dịp thì chúng ta lại ghi lại những hình ảnh theo những cái comment đó, hoặc là có những cái email cô chú anh chị đã gửi thì em cũng xin ghi nhận và cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chúng ta thấy đó là cái giao lộ của Trương Công Định và Hồng Thập Tự, là Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay, với cái tòa nhà Kasumina rất là lớn luôn, nằm ngay góc. Thì những thông tin liên hệ em có để ở dưới phần mô tả ở dưới video đó, Facebook, Zalo rồi email rất là nhiều, để tiện việc cho cô chú anh chị các bạn comment và yêu cầu những cái video hoặc là những chia sẻ về những con đường xưa, những cái kiến thức, những cái công trình ngày xưa, để em có một cái gọi là cái vốn để mình thực hiện những cái video sau. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ. Đây là đường Trương Định và cắt đôi công viên tao đàn ngày nay. Chúng ta sẽ đi một đoạn này ha, rồi mình sẽ đi vòng qua cái con đường Hồng Thập Tự, rồi mình sẽ đi đến cái đường Quyền Trân Công Chúa cặp bên Dinh Độc Lập. Vườn tao đàn buổi chiều.
một chiều ta lại ngắm cảnh hoàng hôn ở khu vực vườn táo đèn này. Và ở đây có cái hàng cây rất là lớn. Mình đi một đoạn đi ha, rồi chúng ta sẽ quành trở ra. Ở đây có một cái bãi xe để mà người ta đi gửi tập thể dục đó. Ở bên kia cũng là một phần của tàu đèn luôn. Bên kia là cung văn hóa lao động. Bên kia thì có hồ bơi rồi rồi sân tennis. Buổi chiều rất là nhiều người tập thể dục ở đây, thể hiện một nét đặc trưng của Sài Gòn. Buổi chiều và buổi sáng. Sau một ngày làm việc vất vả, khói bụi, thì sau những giờ tập thể dục này chúng ta trở nên sảng khoái hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Và bên đây có một cái phần mộ rất là xưa, nhưng mà em không hiểu đó là như thế nào. Thì nhân đây hy vọng là cô chú anh chị các bạn nếu ai có cái kỷ niệm hay là những cái thông tin về của ngày xưa đó thì chia sẻ để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn. Thông qua đây thì các bạn trẻ hoặc là những cái em nhỏ xem thì cũng hiểu được ồ ở đây là vậy 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 đó, bên kia đó. Đó, phần mộ bên kia. Và chúng ta sẽ qua đường nha. Qua đường để hoành cho ra đường Hồng Thập Tự lại. Ở đây những cái chương trình tập thể dục aerobic. Rồi chúng ta qua đường nha. Đây là cái phần mộ nè. Mình đi một vòng rồi mình về ăn cơm cho nó ngon. Cũng như thói quen tập thể dục hàng ngày. Đoạn này thì lúc nãy mình đã xem rồi ha. Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi, đi nhanh thì mình ra đường Hồng Thập Tự, nơi đó có cái công trình, cái tòa nhà của Bộ Tài chính ngày xưa. Ở đây với những cái hàng cây rất là lớn như thế này thì buổi trưa rất là mát. Nó nên công viên tàu đèn này là một cái điểm mà dừng chân cho những người họ đi đâu đó cảm thấy nắng nghỉ mệt thì họ sẽ dừng chân ở khu vực này. Và chúng ta đang đi trên đường Trương Định, đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là giao lộ Hồ Thập Tự với Trương Công Định ngày xưa. Ở đây thì giá nhà ở khu vực này cũng không kém phần đắt đỏ đâu ha. Có thể nói ở đây có giá là kỷ lục so với những cái khu vực khác, tầm 600-700 triệu một mét vuông, có những căn lên đến 1 tỷ một mét vuông.
ví dụ nhà ông ta 50 mét vuông thì có thể bán được 50 tỷ, 2 triệu đô, hơn 2 triệu đô. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Hồng Thập Tự nha, cặp bên hông vườn hông cung văn hóa lao động. Và bên kia chúng ta thấy có tòa nhà Bộ Tài chính với những cái kiến trúc thời xưa, Sở Tài chính. Thường những cái video đi bộ như thế này nó sẽ rất là dài. Ở đây chúng ta thấy cung văn hóa lao động với những cái tòa nhà xưa, với cái kiểu kiến trúc xưa. Ở phía trước thì cũng có người bán đồ ăn vặt, bán phá lấu, rồi phá lấu thôi. Có những cái chủ xích lô ở đây để chở khách du lịch đi đi vào một vòng, vì các dịch vụ của chú này cũng rẻ thôi. Hôm bữa em có đi thử rồi, đi một vòng quận nhất thì chú lấy chỉ có 50.000 thôi, rất là rẻ. Nhưng mà thấy chú vất vả thì em cũng cho thêm, chú cảm thấy rất là vui. Bên đây cũng là Bộ Tài chính đó nè, bên kia lúc nãy là Sở Tài chính, đây là Bộ Tài chính. Mời chúng ta nhìn vô cung văn hóa lao động. Rồi thôi, cái video em cũng đã dài rồi, chứ em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và đừng quên nhấn đăng ký ngày hôm nay để tiếp tục xem những cái video mới cho ngày mai nhé. Nếu mà cô chú anh chị có yêu cầu comment thì chúng ta hãy đăng ký, và để khi có video mới nó sẽ tự báo lên cái thiết bị của cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Vinh Lâm TV. Chúng ta sẽ dừng lại ngay chỗ giao lộ Quyền Trân Công Chúa và Nguyễn Thị Minh Khai.